Vâng, chào anh chị và các bạn nha. Thì ngày hôm nay thì em Trung sẽ quay đằng trong nhà thôi, chứ còn anh chị thấy không, cửa coi như là đóng kín rồi. Nhưng mà ngày hôm nay là làm video trong nhà đó quý chị. Thì em Trung sẽ tổng hợp và lướt sơ một vòng đó, những cái dàn xe 7 chỗ và 5 chỗ. Rất nhiều anh chị hỏi em Trung cái mẫu xe số tự động giá chỉ với 100 triệu cho quý chị nha, một em Mazda. Thì ngày hôm nay thì em Trung sẽ quay cho cô chú anh chị luôn. Đây thì tất cả cái thì anh chị đang thấy đằng bên này thì em Ford Everest. Xe này thì em Trung cũng về ngày hôm qua cũng đã có video chi tiết rồi quý chị. Xe này thì rất đẹp luôn, gọi là xuất sắc quý chị nha. Keo chỉ không mất phần nào và cửa đẹp anh chị không, đóng chắc lực luôn. Và giá thật sự là 7 chỗ ngồi quý chị, nhưng mà phải nói là rất đẹp. Xe này để tìm chiếc thứ hai thì phải nói là hiếm có trên thị trường quý chị nha. Em nó tuyển sinh năm 2005, dàn vò mới rồi quý chị. Máy thì anh chị miễn bàn rồi đó, anh chị đang từ cái xe người ta xài kỹ chị hay không, anh chị nhìn từng cái mặt nạ chrome này rất đẹp, rất mới luôn. Màu đen, anh chị nào học phong thủy màu đen thì alo cho em Trung, và giá thật sự rồi bán cho cô chú anh chị 165 triệu nha. Xe này thì anh chị cần video chi tiết thì anh chị bấm cái đường link bên phía dưới, thì xe này em Trung đã có video chi tiết rồi. Em nó có cái gá trên môi luôn, và tiếp tục được cái bộ tem chấm bi rất đẹp luôn, máy dầu quý anh chị nha. Đây là xe nào mà nói lỗi là lỗi, mà xe nào không lỗi là không lỗi nha quý anh chị. Và đây thì tiếp tục, đây rất nhiều anh chị hỏi mẫu xe Toyota Fortuner. Em này thì 2009 quý anh chị nha, máy dầu. Thì anh chị nào quan tâm cái mẫu xe này alo cho em Trung, và giá thật sự là siêu hấp dẫn luôn. Đó, 385 triệu thôi, lướt sơ vòng cho cô chú anh chị. Nội thất này, anh chị nào nhìn giống như là bông hoa bé bé xinh xinh quý anh chị nha. À, rất đẹp luôn. Đấy, nội thất tất cả cái từ keo chỉ không mất phần nào, và giá thật sự là cái dòng Toyota này thì anh chị đi chán không quý chị. Nói chung là bán cũng khó lỗ đó. Thật sự là nó nổi đồng cối đá, nó giữ giá từ xưa tới giờ. Từ những cái tem mạc, từ những keo chỉ. Thì ngày hôm nay thì cũng chỉ có lướt sơ cho cô chú anh chị. Đó, em Toyota Fortuner. Đấy thì anh chị cần cái video chi tiết nào đó thì cứ chụp hình lại gửi qua Zalo cho em Trung nhé. Và đây thì một mẫu xe số tự động 7 chỗ ngồi. Em này thì mút xô song dòng quý chị nha. Đây dàn vỏ này, mới được cả dàn luôn. Và xe này nó là hàng ni với tịt quý anh chị, rất đẹp luôn. Đây anh chị nhìn từng cái nội thất tất cả cái. Thì ngày hôm nay chị em thật sự là nó cái cửa kia nó bị hư quý anh chị, nên là cũng không có chạy ra ngoài được. Và nó trong nhà nó hơi tối, nhưng mà so với nó phải mờ mờ ảo ảo như vậy nó đẹp. Nhưng mà khi anh chị lên tới tận nơi và trải nghiệm em nó thì phải nói là trên hình ảnh gọi là nó không thể nào nó đẹp được như ở ngoài đời thật được quý anh chị nha. Nên là khi anh chị nhìn trên hình ảnh, nên là nó khi anh chị tới tận nơi trải nghiệm em nó thì nó đẹp hơn rất nhiều luôn. Nó cái hàng này hàng limited quý anh chị. Đây, 7 chỗ ngồi số tự động quý anh chị, song dòng. Em nó là nhập khẩu Hàn Quốc quý anh chị nha. Đó, phải nói là rất yêu luôn. Và giá thật sự là chỉ với 130 triệu số tự động quý anh chị nha, 7 chỗ ngồi 2 cầu. Nên là đằng trong này nó hơi tối đó quý anh chị. Và tiếp tục đây thì chẳng hạn như là đằng em bán tải Ford Ranger nguyên chắc này. Nếu mà anh chị nào muốn thiện chí, muốn đam mê đó, thì xe này của anh khách bên Đắk Nông nó bán. Thì anh chị nào quan tâm mẫu xe này thì em Trung cho số luôn. Đấy, nói chung là nguyên chắc mà 2014, nói chung là phải nói thật sự là chắc lăn quăn anh bán đâu đó tầm khoảng 400 thôi đó. Những xe này anh chị mua về chỉ việc sử dụng, chỉ việc đi thôi, bán tải mà. Là cái xe này của anh trai bên Đắk Nông nó có chị nha. Nên là tiếp tục đây thì chẳng hạn như là lướt sơ vòng cho cô chú anh chị. Em này 9 chỗ ngồi Kia Carnivan, biển số Lâm Đồng, và đặc biệt máy dầu số tự động quý vị nha. Nên là cái dòng này thì nó hàng độc hàng hiếm rồi. Bộ mâm rất đẹp, và nội thất của em nó thì xe này thì anh chị cũng cần suy nghĩ. Em Trung đã có video chi tiết rồi. Đang cho em nó thay cái tay cửa đằng bên kia, nó bị gãy, đâm ra cho thay cái tay cửa đằng bên kia quý chị nha. Nên là cái xe này chị nào muốn quan tâm muốn sở hữu em nó thì alo chấm Trung, và thật sự là giá chỉ với 265 triệu thôi. Và đây nữa thì đằng bên đây thì anh chị đang thấy một mẫu Camry. Đó, nhiều anh chị cứ lầm tưởng đâu là cái Camry này nó chỉ với 50 triệu. Nhưng mà em này nó 203. Anh chị thử nghĩ coi, ở đâu ra có giá 50 triệu, nhưng mà 50 triệu là cái con màu bạc quý anh chị nha. Đây anh chị đang thấy em này thì 203, form mới, mẫu mới, đăng kiểm thì cũng vừa mới đăng kiểm. Và đặc biệt quý anh chị, xe này thì bán cho cô chú anh chị với giá chỉ với 185 triệu nha. Chút xíu em Trung sẽ quay luôn cho cô chú anh chị mẫu Camry 50 triệu. Đây em này là 2.4 đời 2003. Và đây nữa thì em 9 chỗ ngồi quý anh chị này. Em này là Mercedes quý anh chị nha, đời 2002 và cũng không hết đời luôn. Đấy quý anh chị. Xe này thì
phải cũng nếu mà để độ đẹp của nó thì đời này thôi, nhưng mà phải nói được độ đẹp của nó thì rất ok rồi. 9 chỗ quý chị nha, sạch sẽ đẹp trai. Đăng kiểm em này thì tháng 5 năm 2024 và giá bán cho cô chú anh chị 120 triệu. Và đây nữa thì đằng bên đây anh chị đang cần tìm cái mẫu xe bán tải rẻ nhất thị trường. Đây quý chị nha, em này thì chỉ với 250 triệu đời 2016 quý chị nha. Đây, em nó là UWAT bán tải Nga quý chị nha, hai cầu máy dầu. Đây quý chị này, dàn vỏ của em nó. Và tiếp tục đây thì anh chị đang hỏi cái mẫu xe em này là Toyota Camry. Áo của đứa nào lại bỏ đây này, sao lại cứ bỏ lên trên xe này? Chết rồi mấy đứa này. Đây là em Camry này là 50 triệu nha quý chị nha. Đây phải nói là từ hôm qua em Trung đã test thử cho cô chú anh chị rồi. Không, phải nói rất đẹp luôn. Số Lâm Đồng. Được cái xe này thì nó em nó là cái dàn nội thất của em nó quý chị này, đang còn bộ nỉ zin nguyên bản quý chị nha. Rất đẹp luôn. Và đặc biệt quý chị nha, tất cả cái xe này thì anh chị đang thấy mà em nó khi mà mở cửa ra, khi anh chị bật điện lên là coi như là beo vẫn đang chạy, đang hoạt động đều bình thường cho cô chú anh chị. Không? Đời này Camry là đời 88 quý chị, không phải nói là thật sự là để tìm một chiếc như này thì phải nói là hiếm có trên thị trường quý chị nha. Giá chỉ với 50 thôi. Và tiếp tục đây thì em Vios này. Đây, rất nhiều anh chị hỏi em Trung là em Vios này chỉ với 100 triệu thôi quý chị. Em này thì sinh năm 2005 quý chị nha. Này tất cả cái này. Đăng kiểm em này đã hết đăng kiểm, nhưng em Trung bao đăng kiểm mới cho cô chú anh chị. Tại cái xe này trước là có anh trai là có gia hạn đó quý chị nha. Nhưng mà gia hạn thì đằng nào cũng phải đóng và lấy tiền không anh? Anh em nó đưa tiền chưa? Rồi. Cứ anh Thuận lấy tiền đưa cho. 52 triệu. Đây và tiếp tục cái em Vios này thì anh chị nào quan tâm thì alo Trầm Trung. Và đây chẳng hạn như là đằng bên đây quý anh chị, em này Mitsubishi Pajero, em này là V43 quý anh chị nha. Dành cho anh chị nào muốn off-road trèo đèo lội suối, nếu mà để xe này mà trèo đèo lội suối thì anh chị không cần suy nghĩ đâu. Cái dòng Mitsubishi này phải nói là thật sự là nó quá ghê gớm và đẳng cấp quý anh chị. Dàn vỏ thì anh chị đang thấy một dàn vỏ mới này. Em này đặc biệt quý anh chị nha, nếu mà để trèo đèo lội suối đối với em nó thì thật sự là rất nhiều, gọi là khó có như là những cái xe mà để mà sánh bằng em nó quý anh chị. Đây dàn vỏ và em này là V43 quý anh chị nha, 185 triệu quý anh chị. À quên, sorry quý anh chị, 145 thôi. Đó. Đây là tiếp tục đây thì một vòng một ngọn đằng bên ngoài đấy quý anh chị. Đằng ngoài này em Trung đang cho em nó thả dỡ cái mái ra quý anh chị nha. Nên là để cho nó sáng sủa luôn. Rất là nhiều người gọi là đi tìm cái gọi là đi tìm chỗ của em Trung thì cái bảng hiệu đằng bên kia, nhưng đi tìm không ra, không có, mà cuối cùng phải tháo cái bảng hiện này ra cho nó chống chảy. Và đây em này là Mazda quý chị này. Mazda này em này là 323 số sàn quý chị nha. Được trang bị màn hình Android này. Nói chung là cam hành trình đầy đủ cho cô chú anh chị rồi. Và giá thật sự là chỉ với 70 thôi quý chị nha. Lên là xe của em Trung là bán cho cô chú anh chị có bảo hành, có bao quay đầu. Và tiếp tục đây thì bên này thì trời nó hơi nắng quý chị nha, nhưng mà rất nhiều người đi tìm mẫu xe nhưng mà tìm không ra. Và đây thì chẳng hạn như là tiếp tục đây thì chẳng hạn như đằng bên đây quý chị này, em này là Morning đó quý chị nha. Em này là 2010 bản Sport quý chị này, nó khác hoàn toàn với lại bản thiếu quý chị nha. Đây là 185 triệu. Đăng kiểm thì em này thì đăng kiểm cả năm rồi đó, lên mọi vấn đề thì anh chị cần suy nghĩ vào lại. Được cái thì anh chị nào cần quan tâm cái video chi tiết xe nào đó thì cứ chụp hình gửi qua Zalo cho em Trung. Và là chẳng hạn như là đây anh chị đang cần mẫu xe tải, em này là Đô Thành, máy IS49 Isuzu quý anh chị nha, 2018, giá 210 triệu đô cô chú chị. Xe này là 2,5 tấn quý anh chị nha. Tiếp tục đây thì chẳng hạn như là đằng bên đây thì em Trung cũng lên luôn cho cô chú anh chị. Em này là Mazda, số tự động quý anh chị này. Xe này thì cũng vừa mới mua của anh khách luôn, em Trung sẽ test luôn. Được cái thì cái dòng này thì phải nói là thật sự là gọi là cái dòng Mazda này anh chị cũng cần suy nghĩ. Máy thì nổ thì thầm luôn, test thử cho cô chú anh chị luôn. Cái xe này này, đèn mới, chỉ có bụi thôi quý anh chị nha. Đây là về dọn là cái chỗ đằng sơn kia sau nó tét cả. Đây
Nó được cái thì đám chúng chạy luôn, chạy thử cho cô chú anh chị luôn. Cái xe này thì cũng vừa mới mua luôn quý chị, đâm ra là cũng chưa có thời gian dọn, thật sự là nó có quá rẻ đi. Này không biết màn hình còn xài được không. Và Oro của em nó thì 189.000 quý chị nhé. Và chạy thử cho cô chú anh chị luôn. Nói chung là cái dòng này nếu mà số tự động thì dòng Mazda này mà để anh chị chạy nó rất là ok. Số nó rất mượt quý chị nhé. Nên cái xe này em Trung cũng vừa chạy thử thôi, nhưng mà giờ cũng lên test thử cho cô chú anh chị luôn. Đó, một mẫu xe Mazda thật sự là quá rẻ luôn quý chị nhé. Số tự động quý chị thật sự là phải nói là được cái là cái dòng này khi anh chị chạy á, nếu mà để xài để sử dụng em nói là anh chị không, thật sự là cái máy của em nó rất là mạnh luôn quý chị, rất là mạnh luôn quý chị này. À, khi anh chị chạy cái khi mà cái dòng này cái đời này quý chị, nhưng mà khi anh chị cái vô lăng nó đẹp, rất đẹp quý chị này. À, vô lăng này, ô đô này, tất cả mọi chức năng đang đều hoạt động quý chị nha. Nên mà thật sự là khi anh chị chạy chỉ cần lướt thôi đó là coi như là cái nhích ga rồi nó đã chạy rồi. Cái dòng này rất là mạnh luôn quý chị, đi rất sướng, rất đầm chắc quý chị nha. Mazda đời 202 quý chị, số tự động đó. Em này nó là 5+2 quý chị nha. Đó, xe này là 5+2 chứ không phải là quay là 7 chỗ ngồi á. Đó, giá phải nói là thật sự là quá hấp dẫn luôn quý chị nha. Chỉ với bán cho cô chú anh chị xe này chỉ với 95 triệu. Em Trung đang để y chang hiện trạng như này. Đó, cô chú nào mà muốn đam mê, muốn sở thích về mình một mẫu xe số tự động dưới 100 triệu quý chị nha. Đây, alo cho em Trung, thật sự là phải nói là anh chị đang phải nói là chạy cái số của em nó rất mượt luôn. Nên cũng thử một khúc cho cô chú anh chị thôi. Một thật sự ghi cái dòng số tự động này chạy thì phải nói là rất là lành rồi. Cái dòng Mazda này nếu mà anh chị tìm tòi ra thì đây em Trung sẽ quay luôn cái nổ luôn cái phần máy cho cô chú anh chị. Máy thì anh chị cũng cần phải suy nghĩ rồi. Thật sự là số tự động mà anh chị thử nghĩ coi, tìm đâu ra đúng không? À, đó là quá rẻ luôn. Đó, nội thất thì anh chị cũng cần phải suy nghĩ này. Đẹp, được cái gọn gàng, sạch sẽ. Đây có nhìn này, từ chân này và đằng đây. À, em này có cái tivi mà coi như là để chơi thôi. Cái tivi này để chơi thôi nhưng quý chị nha, chứ không phải là còn xài được. À, được cái rất đẹp. Đây là cam hành trình này. Màn hình này không biết có xài được không, được thử rồi. À, vẫn ok quý chị nha. À, màn hình này vẫn ok này. Đây, cái máy của em nó đang nổ quý chị nha. Đang nổ anh chị thấy nó êm ru à. Đây em Trung sẽ quay đúng phần máy. Và đây là tất cả cái thì thật sự là một mẫu xe đáng đồng tiền bất cả quý chị. Dàn vỏ này em nay thì dàn vỏ mới quý chị nha. Đây, đèn này em nay được cái bộ đèn bi này mới này. Anh chị đứng ngoài hầu như là không nghe tiếng máy nổ luôn. À, được cái máy, cái dòng Mazda này, máy nó phải nói là cực kỳ là êm rồi. Đăng kiểm tháng 3 năm 2024. Đây quý chị này, cái máy của em đang nổ đây quý chị này. Rất êm luôn. Đấy, nếu anh chị nào muốn sở thích cái mẫu xe này thì alo cho em Trung nhá. Giá để nguyên hiện trạng này bán cho cô chú anh chị chỉ với 95 triệu. Thì về chỉ có dặm sơn tất cả cái lại thôi, chứ không cần phải làm cái gì. 4 cái vỏ mới quý chị nhá. Xe này có 4 cái vỏ mới luôn. Nội thất thì sạch đẹp, không cần phải làm cái gì hết quý chị nhá. Chỉ có mỗi cái làm lại cái dặm sơn thôi cho nó đẹp lại thôi. Có chỗ chạy và thật sự là anh chị đang chạy phải nói là thật sự là quá sướng luôn. Đó thì thôi, cuối video thì em Trung chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Và hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo.